xóa bỏ chữ Hán là quyết định táo bạo của Việt Nam qua góc nhìn netizen Trung Quốc. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Việt Nam đã xóa bỏ hoàn toàn chữ Hán và gần như không thể nhìn thấy chữ Hán trong những dịp trang trọng, phải chăng vì khó viết và khó nhớ quá không? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hãy định vị lại chính bản thân các bạn và đừng quá đề cao bản thân quá. Bất cứ ai cũng có thể sống mà không cần chữ Hán, thậm chí họ còn phát triển tốt hơn. Tính ra bạn không bao giờ có thể học xong chữ Hán trong đời mất. Không phải chữ Hán khó viết, không khó nhớ, chỉ là chính chúng đã làm người ta cảnh giác mà thôi. Thật tốt khi Trung Quốc đã phát minh ra chữ Hán hàng nghìn năm. Thật dễ hiểu về hình dạng và bố cục của các sự vật trong tự nhiên. Chúc mọi người may mắn. Chữ Hán đã bị bãi bỏ từ lâu rồi. Quận Giao chỉ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, và An Nam sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Có quá nhiều trò chơi chữ và chúng nên được bãi bỏ. Bản thân chúng ta đang chăm chỉ học tiếng Anh, vậy người khác học tiếng Trung có ích gì cơ chứ? Lần trước tôi đến đó tôi chỉ thấy chữ Hán trên câu đối trên các cây cột trong chùa. Việt Nam đã phi Hán hóa và mở ra một thế kỷ mới. Tiếng Anh tốt trên toàn thế giới. Một ngày nào đó, chữ Hán chắc chắn sẽ được khôi phục, lịch sử không thể thay đổi, thiên thư cũng không thể thay đổi được, chỉ có chữ Hán mới có thể diễn đạt chính xác, nhất là đối với mùa chú thì làm sao có thể thay đổi được. Ở Việt Nam không có thư pháp, tiếc quá, bởi vì chữ Hán nó quá rộng và sâu sắc, cũng là bởi vì họ không nghĩ chữ Hán có gì thú vị. Chữ viết phải nhằm mục đích phổ biến, khuyến khích chữ viết và thay đổi tình trạng, thì chỉ có quan chức và một số ít người có quyền kiểm soát chữ viết. Điều tương tự cũng đúng trên bán đảo Triều Tiên. Tiếng Trung khó học lắm, khó có thể nối thế giới và vươn tầm quốc tế. Họ đã xóa dấu vết của ký tự Trung Quốc. Nhật Bản sẽ không xóa bỏ. Đừng giải thích quá mức những hiện tượng bình thường như vậy. Người nước ngoài gặp khó khăn khi tra cứu chữ Hán trong từ điển. Tiếng Trung là môn học bắt buộc đối với học sinh Việt Nam. Bắt đầu vào lớp 3. Tôi nghĩ đó là bình thường. Họ sử dụng chữ viết của riêng họ. Chữ Hán là chữ địa phương và tiếng Anh là chữ chủ đạo. Chữ Hán có quá nhiều nét nên khó. Ủng hộ Việt Nam. Đây là quyền của người dân mỗi nước. Đất nước họ nên họ làm bất cứ điều gì họ muốn, không cần phải ép buộc. Chỉ là đất nước chúng ta cần lo việc riêng của mình trong nước là đủ. Đây dường như là chuyện nội bộ của người khác mà các bạn. Gen di truyền quyết định sự lựa chọn. Trẻ em lai có nhiều lựa chọn và lịch sử chứng minh tất cả. Phải chăng Việt Nam bỏ chữ Hán vì khó viết và khó nhớ? Tôi không hiểu tiếng Anh chút nào, đặc biệt là những thứ trên xe. Không quan trọng bạn có thích hay không, chỉ cần sử dụng nó cho chính mình là được. Tôi không quen với những điều mà tôi không thể chịu đựng được. Họ muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc mà thôi. Mọi người ở Trung Quốc đều học tiếng Anh, mà các bạn yêu cầu họ học chữ Hán là sao? Nếu ngôn ngữ Trung Quốc một ngày nào đó vẫn là duy nhất Trung Quốc sử dụng, thì đó sẽ là một bất lợi lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong đất nước sẽ quan tâm đến vấn đề đó. Hãy để Việt Nam được yên, tốt hơn hết là hãy giữ một khoảng cách nhất định. Họ đã thực sự có sự lựa chọn khôn ngoan. Tiếng Anh của người Mỹ được học trên toàn thế giới, nhưng ký tự tiếng Trung chỉ được học ở một số quốc gia xung quanh. Như vậy thì ngày sẽ càng ít quốc gia sử dụng hơn và từ giờ trở đi, chỉ có Trung Quốc sẽ sử dụng nó. Tôi cũng thấy nhiều người Việt nói tiếng Trung và đăng lên TikTok tiếng Trung, tất cả đều sử dụng ký tự tiếng Trung. Bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì từ Trung Quốc. Trung Quốc đã bãi bỏ tiếng Anh, tất cả đều dùng chữ Hán, người Trung Quốc phải dùng chữ Hán. Chữ tượng hình và ký tự ngữ âm đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Sau giải phóng, nước ta cũng bàn đến việc chuyển sang bính âm bằng chữ cái Latin để tạo điều kiện cho việc đọc viết và quảng bá văn hóa. Cuối cùng không thực hiện được mà khai sinh ra bính âm tiếng Trung sử dụng chữ cái Latin. Sau đó, những cải cách nhằm đơn giản hóa chữ Hán đã được thực hiện. Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên bãi bỏ tiếng Anh. Chúng tôi dạy con học tiếng Anh rất tốt. Đại học nghiên cứu quốc tế Thượng Hải là mục tiêu. Trung Quốc chưa bỏ được tiếng Anh đâu bạn. Chúng ta sang Việt Nam để phổ biến chữ Hán, chủ yếu là vì họ đều tuân thủ dù không có thái độ hống hách như người Mỹ và người Anh. Tôi ủng hộ việc bãi bỏ tiếng Anh. Người Trung Quốc chúng tôi không cần tiếng Anh. Chữ Hán nó quá mạnh và họ không dám sử dụng. Việt Nam sẽ ngày càng khó khăn đây. Một đất nước nhỏ bé với tầm nhìn thiển cận trong vài năm nữa, khi tiếng Trung trở thành ngôn ngữ phổ thông của thế giới, họ sẽ chỉ tiếc nuối mà thôi. Việt Nam đã đẩy mạnh cải cách hệ thống chính trị theo chiều sâu và chiều rộng.
Họ là người bạn thân nhất của ta từ trước tới nay. Chúng ta đã gần như đã bãi bỏ chữ Hán và chúng ta đã giới thiệu bính âm. Chúng ta cũng bãi bỏ một nửa và thay đổi sự phức tạp thành đơn giản. Mục đích của họ là để cắt bỏ và tẩy trắng lịch sử nước chư hầu của Trung Quốc, để tạo kẻ thù cho Trung Quốc. Theo tôi thì từ ngữ và ngôn ngữ chỉ là công cụ để giao tiếp. Nói cách khác, càng đơn giản thì càng tốt. Tôi đồng ý với bạn. Từ ngữ là công cụ biểu đạt ngôn ngữ. Nhưng công cụ tiếng Trung của ta lại không bao giờ có thể học hết được trong đời. Chúng ta cũng đang nỗ lực xóa bỏ hệ thống trường tiểu học và bắt đầu dạy học lại. Chỉ là bọn trẻ quá ngốc để sửa ngay lập tức. Việt Nam muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và vươn tới phương Tây. Chữ Hán hay ở cái, có thể đặt tên từng món ăn, không trùng lặp, dễ đọc. Những từ phức tạp nên được đơn giản hóa. Quy luật tự nhiên là, xã hội loài người có quá nhiều lỗi đi và phải hướng tới sự đơn giản để tiếp tục. Không phải chữ Hán đang hướng tới sự đơn giản hóa sao? Họ đang làm cho Trung Quốc sợ hãi. Người Trung Quốc nên đi theo con đường bính âm hóa. Sau giải phóng, chúng ta bàn đến việc chuyển sang dùng ký tự Latin, nhưng lại bỏ cuộc. Nhưng điều này đã làm nảy sinh bảng chữ cái Latin cho bính âm tiếng Trung. Nếu Việt Nam bỏ chữ Hán thì không thể là tiếng Anh mà phải là tiếng Pháp chứ nhỉ? Nếu bãi bỏ chữ Hán, trong một vài năm nữa, những đứa trẻ trưởng thành sẽ không biết tổ tiên mình từ đâu đến. Từ đâu đến, ngoại trừ vẻ bề ngoài của chúng, sẽ cần người dịch lại. Người nước ngoài thực sự không quan tâm nhiều đến những điều này Âu bạn ơi. Chỉ cần nhớ 4 thế hệ là đủ rồi. Đúng vậy, khi ngôn ngữ giống nhau và văn hóa sẽ được đón nhận. Ở Việt Nam sẽ chuyển sang tiếng Trung và sẽ chuyển từ phồn thể sang giản thể. Họ đã làm được những điều mà người Trung Quốc không làm. Bạn xứng đáng được gọi là tiểu Trung Hoa. Tiếng Việt, nó không phải để thuận tiện cho việc học tiếng Anh mà là để thuận tiện cho chính họ và thế hệ tương lai trong việc học và sử dụng từ ngữ của chính mình. Thực ra sáu thanh không có tác dụng gì. Trợ lý của tôi khi còn làm việc ở Việt Nam nói rằng, nhiều người Việt lớn tuổi có thể viết mà không cần dùng thanh và những người khác có thể hiểu được. Chữ viết của họ đơn giản đến mức người Việt Nam bình thường có thể học được trong vài ngày. Sẽ không tốt nếu chỉ chuyển sang tiếng Anh phải không? Chỉ bằng cách tự mình tạo ra một cái gì đó, bạn mới có thể có cá tính của riêng mình. Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp nhỉ? Việt Nam loại bỏ chữ Hán khó viết có phải để thuận tiện cho việc học tiếng Anh không? Hãy bình luận xem tiếng Việt nó có giống tiếng Anh không nhé? Việc bãi bỏ chữ Hán chỉ nhằm mục đích phi Hán hóa. Đó là sự thịnh vượng của châu Á. Tại sao Trung Quốc thực hiện cải cách các ký tự tiếng Trung giản thể? Nếu chúng ta từ bỏ tiếng Trung và chuyển sang tiếng Anh, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Tôi không dám nói tới nữa. Nếu tốt hơn thì bạn đến Philippines xem. Tiếng Zhuang thuộc họ tiếng Thái, còn tiếng Việt thuộc họ tiếng Quảng Đông, người Việt học tiếng Quảng Đông dễ dàng hơn. Tôi thấy trên Internet tất cả người Việt đều hiểu tiếng Trung. Không có. Tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ Nam Á, tiếng Quảng Đông thuộc họ ngôn ngữ Hán Tạng và là một phương ngữ của tiếng Trung Quốc, tiếng Zhuang thuộc họ ngôn ngữ Tráng Đông của họ ngôn ngữ Hán Tạng và tiếng Thái cũng thuộc họ ngôn ngữ Tráng Đông. Dựa trên những bình luận trên, có thể rút ra các quan điểm chính của một số netizen Trung Quốc về việc Việt Nam xóa bỏ chữ Hán. Một số ý kiến chủ quan cho rằng chữ Hán có giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc và việc bỏ chữ Hán là thiệt thòi cho Việt Nam. Họ tin rằng chữ Hán thể hiện sự tinh hoa, đặc biệt trong việc biểu đạt các khái niệm phức tạp và lịch sử. Nhiều bình luận cho thấy sự thiếu thông tin hoặc hiểu nhầm về ngôn ngữ và lịch sử của Việt Nam, chẳng hạn như việc gắn tiếng Việt vào họ ngôn ngữ Hán Tạng, hoặc hiểu lầm động cơ của Việt Nam là học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thay vì chữ Hán. Một số người nhìn nhận việc Việt Nam bỏ chữ Hán là lựa chọn tự nhiên, mang lại sự tiện lợi trong giao tiếp và học tập. Họ đồng ý rằng chữ viết cần đơn giản hóa và phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Một số ý kiến phê phán chính sách giáo dục của Trung Quốc khi vẫn giữ chữ Hán phức tạp, đồng thời cho rằng không cần quá đề cao giá trị của chữ Hán trong bối cảnh hiện đại hóa. Một số bình luận nhấn mạnh việc Việt Nam loại bỏ chữ Hán là động thái nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và chuyển hướng sang phương Tây. Một số người cho rằng việc bỏ chữ Hán sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn hoặc làm mất kết nối với lịch sử, văn hóa khu vực. Tuy nhiên, đây là các quan điểm chủ quan và thiếu cơ sở. Nhiều người cho rằng sự thay đổi của Việt Nam liên quan đến việc hội nhập quốc tế và học tiếng Anh, trong khi Trung Quốc cũng đang chịu áp lực tương tự từ xu hướng toàn cầu hóa. Các bình luận từ netizen Trung Quốc thể hiện quan điểm đa chiều, từ bảo vệ chữ Hán đến công nhận quyền tự chủ của Việt Nam. Tuy nhiên, một phần lớn ý kiến vẫn bị ảnh hưởng bởi góc nhìn trung tâm hóa và thiếu hiểu biết đầy đủ về bối cảnh văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ của Việt Nam.